Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bên em muốn mang đến cho các anh chị em nhà mình cùng thưởng lãm một siêu phẩm được chế tác trên nền chất liệu gỗ nu hương. Tác phẩm này thì được thợ bên em chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay, và hơn nữa là đục liền khối 100% trên một phôi nu hương rất là giá trị. Và với cái sản phẩm này thì bên em đang trong quá trình tẩy gỗ, nên là nếu anh chị em và nhà mình mà đang có nhu cầu tìm kiếm những siêu phẩm, những tác phẩm VIP thì các bác nhà mình hãy chờ tiếp, đón tiếp tác phẩm này trong video tiếp theo ạ.